Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội phục vụ phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra ngày 18 tháng 3. Trong báo cáo, Bộ Tài chính nêu rõ, năm 2024, Bộ có kế hoạch thanh tra với 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 2 doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ. Trước đó, năm 2023, thị trường bảo hiểm phải xoay sở trong cuộc khủng hoảng trầm trọng khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Lần đầu tiên sau 10 năm, giữ tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 giảm 8,02% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 227.134 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường bảo hiểm Nhân Thọ năm 2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng, giảm sâu 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 157.024 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo chia sẻ gần đây của lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, hệ thống văn bản pháp lý cho hoạt động và phát triển của thị trường bảo hiểm hiện được ban hành đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn. Đây là các văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý giúp thị trường có sự chuyển biến mới về chất trong thời gian tới. Dẫn nguồn báo thanh tra cho hay, trong báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang hoạt động an toàn, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Các sản phẩm và chất lượng dịch vụ được tăng cường, ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, do phát triển nhanh, thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm Nhân Thọ, đã phát sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, cũng như dịch vụ chăm sóc và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Đáng chú ý, nếu như trước đây thị trường chỉ có kênh đại lý truyền thống, thì thời gian qua đã hình thành thêm nhiều kênh phân phối khác là các đại lý tổ chức, mà điển hình là kênh phân phối qua ngân hàng Bancassurance. Bancassurance giúp hoạt động khai thác bảo hiểm trở nên đa dạng nhưng cũng tạo ra sự phức tạp hơn và cần chúng ta phải nhìn nhận lại và chấn chỉnh để hoạt động đúng hướng, lành mạnh. Tư lệnh ngành tài chính nêu, Bộ trưởng cho hay, qua phản ánh của báo chí, dư luận cũng như công tác quản lý, giám sát dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tăng cường nhiều giải pháp để chấn chỉnh những mặt trái, sai lệch trong triển khai hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Nhân Thọ nói chung và kênh Bancassurance nói riêng. Báo Thanh tra đưa tin thêm, bên cạnh nghiên cứu để chỉnh cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành bổ sung nhiều quy định pháp luật, tăng cường giám sát, quản lý, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 10 trong 17 doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ có triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong năm 2022-2023. Các doanh nghiệp được thanh tra có doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua kênh Bancassurance chiếm 96,83% tổng doanh thu phí khai thác qua kênh Bancassurance của cả thị trường bảo hiểm Nhân Thọ. Qua thanh tra đã phát hiện các hành vi vi phạm qua kênh Bancassurance, đó là sai phạm về ban hành quy trình, quy chế, sai phạm về việc tuân thủ biểu phí sản phẩm, đại lý, bảo hiểm không tuân thủ quy định công ty và quy định pháp luật. Cơ quan thanh tra của Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính 21.000 tỷ đồng, trong đó loại ra khỏi chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, năm 2022 gần 1.956 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2 doanh nghiệp bảo hiểm, phạt tiền 310 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra đã đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng bảo hiểm mới khai thác qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thời hạn, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm. Năm nay, ông Hồ Đức Phước cho biết, Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, Bộ sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với 2 doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ Mira Asset Revoy, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Cathay Life Việt Nam. Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh, thời gian qua đã tăng cường nhiều giải pháp để chấn chỉnh những mặt trái, sai lệch trong triển khai hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nói chung và kênh Bancassurance nói riêng.
Bộ đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành bổ sung nhiều quy định, có thể kể đến như chuẩn hóa một số quy định về hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình tư vấn, giao kết hợp đồng, đảm bảo tính minh bạch, người dân được tư vấn đúng, đủ thông tin, rõ ràng về sản phẩm, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng ép mua bảo hiểm qua ngân hàng hoặc tư vấn không đúng về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Trong đó, các tổ chức tín dụng hoạt động đại lý phải giải thích rõ cho khách hàng về sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng. Việc tham gia bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của tổ chức tín dụng hoạt động đại lý. Các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho các khách hàng trong thời hạn 60 ngày trước và 60 ngày sau ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. Việc này nhằm tránh tình trạng các nhân viên ngân hàng sử dụng quyền xem xét, cấp duyệt khoản vay để gây sức ép buộc người vay mua bảo hiểm. Để tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý, giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Trong thời gian qua, với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ đã chuyển thông tin cho cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. Song song với đó, báo thanh tra bổ sung thêm thông tin, Bộ trưởng Tài chính nhìn nhận những tồn tại đã được báo chí và dư luận nêu thời gian qua vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn để đưa thị trường bảo hiểm Việt Nam hoàn thiện hơn về chất lượng, hướng tới phát triển an toàn, bền vững trong tương lai. Các năm tới, bên cạnh các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, dân số lớn, xu hướng phát triển công nghệ, thì nền tảng pháp lý được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho thị trường bảo hiểm phát triển hơn nữa cả về lượng và chất, ông Phước nhận định. Song, để đạt được mục tiêu phát triển chất lượng, bền vững, theo ông Phước, không thể thay đổi ngay trong ngày 1, ngày 2 mà cần một quá trình làm từng bước. Thời gian tới, thị trường bảo hiểm Việt Nam đặt chất lượng phát triển lên hàng đầu, nhưng để hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ thì cần các giải pháp đồng bộ từ cả phía cơ quan quản lý, sự chung tay vào cuộc thực sự của cả các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và người tham gia bảo hiểm. Về trách nhiệm của Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phước khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến sản phẩm bảo hiểm, công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm để người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin khi tìm hiểu, lựa chọn cho mình sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Cơ quan quản lý đã và đang tiếp tục yêu cầu rà soát, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm và tiến hành xử lý nghiêm minh nếu phát hiện các trường hợp đại lý bảo hiểm sai phạm quy định pháp luật, Bộ trưởng Tài chính báo cáo các đại biểu Quốc hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.